Số người copy của mình đến thời điểm hiện tại là 4.298 người, và các bạn thể so với video trước là 2.500 người. Con số tăng trưởng nó quá lớn. Chào mừng các bạn quay trở lại với em Invest, mình là Minh. Và như ở trong phần đầu, cái phần intro của video này, thì các bạn đã nhìn thấy cái tài khoản của mình, tình hình cái tài khoản copy trade của mình đến thời điểm hiện tại, nó với con số tăng trưởng lên rất rất là nhiều, và một con số mà làm mình cảm thấy quá là bất ngờ. Đến thời điểm này, cái con số người copy theo mình ở trong tài khoản đấy, nó đã là hơn 4.000 người và gần khoảng là 5.000 người. Và cái mức lợi nhuận của mình trong khoảng 6-90 ngày gần đây nó khoảng là 4.000 mấy trăm% đó. Và khi các bạn lật lại video trước mà mình mới ghi hình cách đây khoảng một tuần, cái con số nó thay đổi quá là kinh ngạc. Tuần trước chỉ khoảng là 2.500 người copy, và tuần này là hơn 4.000 người. Tuần trước cái mức độ lợi nhuận nó cũng thấp hơn, và tuần này mức độ lợi nhuận nó cao hơn rất là nhiều. Vậy thì ở trong cái video này, tại sao mình muốn làm, mình muốn cập nhật với các bạn về cái tình hình đó, về cái tình hình tài khoản của mình, để mình chia sẻ một cái niềm vui nho nhỏ, một cái chiến thắng, một cái thành công nho nhỏ của mình đến với các bạn. Và nó cũng giống như một clip mà truyền động lực hơn để dành cho những cái bạn khi bạn ở trong cái thị trường tài chính, bạn cảm thấy còn những khó khăn, các bạn cảm thấy còn những cái vướng mắc. Cái thứ hai nữa là gì? Mình cảm thấy vui vì mình cảm thấy là cái năng lực của mình và cái khả năng của mình. Mình hay ở bên thị trường vàng, thị trường dầu và những cái thị trường mà nó có mức độ biến động, nó liên quan đến loại tài sản hàng hóa thật. Thì mình muốn mang những cái kiến thức đó, nó vẫn là nến thôi, vẫn là RSI, vẫn là MACD, tất cả những kiến thức đó để mình mang sang thị trường crypto và sang thị trường bên này, mình thể hiện được cái năng lực của mình. Và hơn nữa là cái vị thế của mình trên cái đấu trường quốc tế. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem là cái vị thế của mình ở đâu trên cái đấu trường quốc tế. Tuy nhiên thì trước khi bắt đầu, có hai cái điều mình vẫn luôn muốn nói với các bạn và muốn nhắc lại với các bạn. Thứ nhất, mình làm cái video này không phải mục đích là để lôi kéo, dụ dỗ hoặc là muốn các bạn copy theo mình. Vì cái đó không phải là cái mục đích mình hướng đến. Cái thứ hai nữa là gì? Đây là cái tài khoản mình tạo bên crypto, nhưng mình tạo với một cái thông tin nó hoàn toàn khác. Mình không sử dụng tên của mình, không sử dụng hình ảnh của mình, mà mình sử dụng những cái thông tin và những cái hình ảnh ngẫu nhiên, không dính dáng đến mình. Và ở trong video trước thì một vài comment bạn bảo là cái tài khoản này liệu phải của mình hay không, thì lát nữa mình sẽ cho bạn xem và để chứng minh cho bạn thấy đây là cái tài khoản của mình. Và ngoài ra, cái việc copy này mình muốn cho bạn nhìn theo một hướng là tích cực đối với cái trường hợp này của mình. Mình muốn chia sẻ cho các bạn cái niềm vui của mình, đấy là cái thứ nhất. Và cái thứ hai, cái rất rất là quan trọng đây là mình thấy trong cái quá trình mình copy, mình trải qua rất là nhiều những cái điều mà mình muốn chia sẻ lại với các bạn, những cái stress, những cái tâm lý của mình và những cái vấn đề mà mình cảm thấy là các bạn, khi mà các bạn đi copy, các bạn trở nên thành những người nó quá là tham lam ở trong một vài cái thời điểm, và chúng ta nên dừng lại và chúng ta nên bình tĩnh lại dù các bạn đang ở trong cái vị thế nào đi chăng nữa, được không ạ? Và trước khi bắt đầu nội dung video của chúng ta ngày hôm nay, nếu các bạn là những trader mới mà cần cập nhật thông tin về thị trường, thì ở trong thời điểm hiện tại mình đang có 4 nhóm. Thứ nhất là nhóm Private 1 sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cá nhân của mình về vàng mỗi ngày để các bạn tham khảo. Thứ hai là Private 2 sẽ gửi cho mọi người những update cũng như là cập nhật những cái thông tin về những cặp tiền. Thứ ba là nhóm Eminvest Crypto. Ở đây thì mình sẽ gửi cho mọi người những cái nhận định cũng như là những cái phân tích của mình về những cái đồng coin cũng như là đường đi của nó. Ngoài ra thì mình cũng có một cái nhóm scalping vàng đến từ một người bạn nước ngoài của mình, thì tất cả 4 cái nhóm này đều là miễn phí. Và nếu các bạn muốn tham gia thì các bạn thể kéo xuống dưới phần mô tả bất cứ video nào. Các bạn bấm vào phần đăng ký hỗ trợ trader mới miễn phí, hoặc đơn giản hơn, các bạn thể nhắn tin cho mình theo số Zalo 0969156969 thì mình sẽ bảo các bạn thư ký add các bạn vào nhóm tương ứng. Ngoài ra, đối với khóa học online thì mình đã có bổ sung thêm kiến thức cũng như là nâng cấp thêm hệ thống công cụ chỉ báo riêng độc quyền của em Invest dành cho những bạn học viên của mình. Nếu các bạn muốn tham gia vào khóa học phân tích vàng và những cặp tiền trong thời gian ngắn hạn, thì các bạn thể nhắn tin theo số điện thoại là 0862631626 để các bạn thư ký liên hệ và hoàn tất thủ tục ghi danh cho các bạn ở trong lớp học online này. Và chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Vậy chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đây là cái tình hình tài khoản của mình ở trong thời điểm hiện tại. Và trước tiên thì các bạn hay hỏi là làm nào biết đây là tài khoản của mình. Thì khi bạn nhìn vào góc trên bên phải đây thì mình có một cái chữ là Edit, và mình có thể bấm vào để mình thay đổi toàn bộ cái thông tin của cái tài khoản này của mình, được không ạ? Và nếu như bạn chọn vào, các bạn copy một tài khoản khác, thì ở trên này nó sẽ có chữ là gì? Subscribe, chứ không phải là cái chữ là Edit. Và ở đây như các bạn đã nhìn thấy, cái tình hình tài khoản của mình đến thời điểm này là trong 90 ngày vừa rồi, mức độ lợi nhuận của mình nó là 4.643%. Số người copy của mình đến thời điểm hiện tại là 4.298 người, và các bạn thể so với video trước là 2.500 người. Con số tăng trưởng nó quá lớn. Và đây nó chính là cái vấn đề nó gây ra cho mình ở trong một vài cái thời điểm của cuối của cái tháng vừa rồi, và làm cho mình cảm thấy khá là sốc đến thời điểm này. Và chúng ta xem tiếp nhé, cái tỷ lệ risk ở đây nó đã giảm. Ở trong cái video trước tỷ lệ risk nó cao hơn, nhưng ở trong này mình đã bắt đầu mình điều chỉnh lại để cho theo hướng là an toàn hơn.
Win rate của mình thì vẫn duy trì mức cao 90% ở trong 90 ngày vừa rồi. Số lệnh thắng, số lệnh thua bạn để nhìn thấy ở đây. Một thời gian mình nắm giữ một cái vị thế của mình trung bình là khoảng 7,7 tiếng. Và ở đây có một cái thông tin nữa mình muốn chia sẻ với các bạn là đối với cái tài khoản chính chủ thì mình để nhìn thấy là có bao nhiêu cái tài sản đang copy theo mình. Như ở trong thời điểm này các bạn nhìn thấy là đang có 504.000 tính theo đô la Mỹ là cái giá trị người ta đang, cái số vốn người ta đang copy theo mình. Nhưng ở trong cái tuần trước đây, khi các bạn nhìn lại, mình có chụp lại một cái ảnh trong thời điểm đó vì mình cảm thấy khá là sốc. Các bạn nhìn thấy nhé, là ở đây cái số người copy nó ít hơn, nhưng mà cái lượng tiền nó copy nhiều hơn là khoảng 800.000 đô la Mỹ copy theo mình. Và tự nhiên sau cái video hôm trước mình công bố ấy, thì mình cảm thấy là cái số lượng người copy nhanh lên nhiều quá và cái số lượng vốn copy lên nhiều quá. Mình cảm thấy sốc thực sự như thế. Nó tăng lên chỉ sau vòng một thời gian ngắn. Cái việc tăng đấy nhá, nó không phải đến từ việc là mình đăng cái clip mà nó tăng, bởi vì trong toàn bộ clip mình không để link, mình không public bất cứ cái thông tin gì. Vậy thì nó đến từ đâu? Thì khi mà mình xem lại ấy, thì mình thấy là cái vị thế và cái vị trí của mình trên bảng xếp hạng là mình ở trong cái vị trí đầu tiên. Ở đây như các bạn đã nhìn thấy, mình vẫn nằm ở trong cái vị trí đầu tiên. Và từ cái bảng xếp hạng này thì rất nhiều người đã tự tìm và đã tự nhìn thấy mình ở trong cái giai đoạn đó, và bắt đầu mọi người bắt đầu đi theo mình, follow, copy theo mình rất rất là nhiều. Và mình có quay và chụp lại những cái comment và những cái góp ý của những cái bạn mà cảm ơn, cũng như các bạn cảm thấy cái hệ thống của mình nó là cái hệ thống tốt và họ bắt đầu họ copy theo mình. Nhưng đây chính là những thời điểm mà mọi thứ nó bắt đầu trở nên là nó không ổn. Trong đầu mình ở trong cái thời điểm đấy, mình bắt đầu có một cái suy nghĩ, đấy là liệu rằng cái số lượng vốn copy và số người copy theo mình nó tăng trưởng một cách đột biến như thế, thì liệu những cái lệnh mình đánh ra nó sẽ khối lượng giao dịch rất lớn, và liệu sàn nó có can thiệp hay xử lý những cái lệnh đó hay không. Và trong đầu mình nó cứ lăn tăn và cứ suy nghĩ mãi cái chuyện đấy cho đến cái thời điểm hiện tại, và nó gần như nó là một cái áp lực vô hình mà nó đè lên trên cái suy nghĩ, cũng như là đè lên trên những cái nhận định của mình. Và mình vẫn bị ám ảnh, vẫn bị ám ảnh vì cái điều đó, thực sự là như thế. Cái tài khoản này nó có một cái trách nhiệm rất là lớn với rất là nhiều người đằng sau, và mình vẫn là một người đánh theo hướng cẩn thận, một cái hướng cẩn trọng. Và khi mà tất cả mọi thứ nó tăng trưởng quá nhanh là mọi thứ mình thấy có gì đó nó không ổn, nó có gì nó không ổn. Và có thời điểm mình đã phải tự nhắc nhủ với bản thân, đấy chính là bây giờ nó quá là lớn và bây giờ mình phải đi chậm lại, đi bình tĩnh lại. Và đấy là lý do các bạn thấy là cái điểm rủi ro mình càng ngày nó càng giảm đi. Và có những thời điểm là mình cảm thấy là mình muốn nghỉ ở trong một cái khoảng thời gian nào đó thì nó khá là áp lực. Những cái người copy ở đây thì lúc đầu tất cả mọi người đều cảm thấy vui và cảm thấy happy vì cái tài khoản mình tăng trưởng đều tăng trưởng tốt. Nhưng đấy là một cái điều mình muốn nói với các bạn. Mọi vấn đề bắt đầu xảy ra từ đây. Khi mà mọi người bắt đầu có, tạm gọi là có một cái độ tin tưởng vào cái tài khoản của mình khi mình đánh copy đó đi, người ta cảm thấy tin tưởng, thì cái vấn đề nó xảy ra là gì? Bắt đầu chúng ta cảm thấy tham hơn và chúng ta muốn cảm thấy là kiếm được nhiều tiền hơn. Vậy thì kiếm được nhiều tiền hơn và tham hơn theo cách là gì ạ? Theo cách là copy về số lượng nhiều hơn. Cái tài khoản của mình, cái tài khoản gốc ấy, thì mình vẫn luôn duy trì một nguyên tắc, đấy chính là với mỗi cái lệnh và với mỗi cái nhận định của mình nó sẽ là 2-3% cái mức độ ở rủi ro trong cái tài khoản của mình. Nhưng có rất là nhiều bạn thì các bạn đã thay đổi mức thiết lập nó lên đến là 30-40 thậm chí là 50% với một cái lệnh và với một cái nhận định của mình. Và điều gì đến thì nó cũng phải đến. Đây chính là ở đây các bạn nhìn thấy tiếp là cái chuỗi thắng của mình nó được duy trì đến cái lúc và thời điểm mà mình đến tạo cái đỉnh ở đây và bắt đầu đi xuống ở trong thời điểm là khoảng tầm cuối của cái tháng 1 vừa rồi. Các bạn thấy mình có mức drawdown rất là lớn, sụt giảm rất là lớn. Và ở trong ngày hôm đấy thì mình bật lại trading view cho các bạn để các bạn xem. Cái ngày 29 này là cái ngày mà bắt đầu có cái cây nến xanh bật lên rất là mạnh của Bitcoin. Và mặc dù ở đây các bạn thấy là những cái hệ thống của mình nó báo vẫn là tốt và rất là ổn, nhưng ở đây thì là gì ạ? Mình vẫn muốn duy trì cái vị thế sell này của mình và mình đi xuống nữa, đi xuống thấp hơn ở dưới này. Nhưng nó cây nến xanh bật lên và nó liên tục tạo ra những cái cú mà phá vỡ giả. Và đến thời điểm hiện tại thì sao? Giá bắt đầu đi xuống dần ở trong thời điểm này. Và những cái hệ thống của mình nó vẫn hoạt động tốt. Nhưng vấn đề là gì? Mình là con người thì mình không làm được đúng theo những cái gì cái hệ thống nó đặt ra. Và chính cái thời điểm đấy thì bắt đầu số lượng người copy, người ta bị ảnh hưởng, thì người ta bắt đầu là rút dần và bắt đầu giảm dần. Nhưng sau đấy thì sao? Là đến những ngày sau ấy, từ ngày 30, ngày mùng 1 và đến thời điểm hiện tại, mình đã duy trì lại phong độ và mình thể gỡ lại được những cái đó nó rất là dễ. Và đối với mình thì mình cảm thấy được rằng cái chuyện thua lỗ là một phần ở trong toàn bộ cái bức tranh của mình. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ở dưới nhé, đây cái tuần thua lỗ của mình này, và cái tuần còn lại mình recover lại ngay lập tức, nó không bị vấn đề gì cả đối với mình. Và những cái loại tài sản mình xem chủ yếu thì vẫn là Bitcoin, ETH, và ở đây đóng góp phần lớn nó sẽ chính là những cái tài khoản đấy. Có những cái
cái đồng coin khác thì nó không có cái vai trò gì nhiều lắm, nó rất là lẻ tẻ đối với mình. Và đây các bạn thể nhìn thấy trong cái lịch sử của mình ở trong những ngày 31 đó, ngày mùng 1 thì cái kết quả của mình đã có thể khôi phục lại và xử lý lại những cái sai lầm và những cái thua lỗ của mình nó tương đối là dễ. Nhưng ở đây, đây là cái câu chuyện mà mình muốn nói, muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là với cái tài khoản của mình có thể quản trị được cái rủi ro, quản trị được cái số vốn của mình không bị quá là sa đà vào những câu chuyện đó. Nhưng khi các bạn trở nên tham lam và bạn trở nên copy về số tiền lớn hơn thì nó là câu chuyện áp lực hơn cho tất cả mọi người, cho cả các bạn và cho cả mình. Vì tự nhiên mình thấy mọi người copy thế với một cái nhận xét và một nhận định thua của mình thì tự nhiên mình cảm thấy mình bị chùn tay và mình cảm thấy là mình vừa làm hơi điều gì đó không tốt, thực sự là như thế. Và ở trong những ngày sau thì tất cả những cái gì mình làm là mình chỉ cố gắng để làm nó tốt hơn từng ngày và để nó dần dần nó lên và nó cover lại được cho toàn bộ những cái nhận định và toàn bộ những cái phân tích trước ở trong thời điểm mà bị sai lầm. Và mình nghĩ là trong toàn bộ cái hành trình chơi và trong toàn bộ những hành trình của chúng ta thì cái việc sai lầm cũng như là việc stop loss là cái việc mà nó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Cái chính là chúng ta nhìn nhận nó như thế nào và chúng ta sẽ có được những cái đối xử của nó như thế nào. Và các bạn sẽ nhìn thấy nhé, nhiều người cho rằng cái việc stop loss là một cái gì đó làm mất tiền của các bạn. Nhưng mà đối với mình thì stop loss là một cái để bảo vệ cái khoản tiền còn lại. Và khi mà chúng ta còn tiền, chúng ta sẽ còn cơ hội thì chúng ta sẽ gỡ lại được. Và như vậy chúng ta nói thì tài khoản của mình đã tăng trưởng trở lại và win rate của mình nó vẫn duy trì ở mức 90%. Mình nghĩ đây không phải là mức thấp. Và cái quan trọng là làm thế nào để duy trì được đều liên tục ở trong khoảng thời gian dài thì đấy mới là câu chuyện quan trọng hơn rất là nhiều. Và đấy là cái hành trình mà mình muốn cập nhật và muốn chia sẻ thêm với các bạn. Tất nhiên là nó chỉ là một phần trong tất cả những cái khó khăn và trong tất cả những cái điều mà mình trải qua. Thì mình chỉ nói điều này hy vọng là các bạn sẽ có thêm nhiều góc nhìn và các bạn có được những cái điều tích cực hơn, các bạn để học tập được nhiều điều hơn. Đừng chỉ chăm chăm tập trung vào những cái câu hỏi, ví dụ là cái tài khoản này của anh Minh ở đâu, link để như nào để copy, em muốn copy theo. Đấy không phải điều mà mình muốn các bạn hướng tới. Và cái điều mình muốn các bạn hướng tới là cái trải nghiệm và cái mà các bạn nên nhìn thấy ở trong bất cứ một cái thị trường nào, dù bạn là crypto, bất động sản, chứng khoán hay bất cứ một cái gì nọ, ở trong cuộc sống nó cũng như thế. Không phải lúc nào các bạn cũng cảm thấy là các bạn đi theo một người nào đó mà người ta luôn cho các bạn một cái deal tốt thì đến những cái deal sau thì các bạn quyết định là xuống tay all in mạnh tay với nó thì chưa chắc cái deal đấy là cái deal mà nó sẽ ổn định và cái deal nó sẽ thơm. Thì đấy là cái điều mình muốn nói. Đối với tài khoản này thì mình nghĩ là mình sẽ vẫn tiếp tục mình duy trì và mình cố gắng để xem là nó sẽ đi được đến đâu, nó sẽ đi được xa đến đâu. Và đó, đấy là những cái gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn ở trong video ngày hôm nay. Cập nhật nhanh một chút về tình hình của tài khoản này, chia sẻ một chút về một vài cái áp lực mà mình gặp ở trong thời điểm gần đây. Có những hôm mà thực sự mình cũng đã bị mất ngủ rồi, cũng phải thức để canh những cái lệnh đấy. Và đó, nó là những cái vất vả, những cái phía sau cái câu chuyện, những cái phía sau, những cái chiến thắng, phía sau những cái thành công. Và mình hy vọng là nó sẽ chia sẻ được cho bạn một vài cái tình cảm, cũng là chia sẻ cho bạn một vài cái góc nhìn về những cái rủi ro và những cái trải nghiệm mà mình đã có ở trong giai đoạn vừa rồi. Và mình hy vọng là với những video này, với những clip này, nó sẽ là những câu chuyện thật nhất và nó sẽ là những câu chuyện mà có thể chạm được tới các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn dành thời gian theo dõi video của em Invest và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.